lại tớ. Trời ơi, sao mà chạy nó hơi một cây dễ nhảy kìa. Mệt quá. Này, vừa chạy đi mua cái bánh kem nè. Hôm nay sinh nhật ai? Sinh nhật ai đâu? Thích ăn thì mua thôi à. Ơ, cái gì đây? Đây là một que thạch. Thạch quá, nhìn giống như tháp bảy tầng ấy nhở. Thôi đừng ăn đâu, xíu nữa tớ ăn bánh kem rồi. Thôi đi vào lớp. Này, ăn bánh kem với tớ không? Thôi, tớ ăn no rồi. Bạn đừng bảo sớm để tớ hôm nay tớ nhìn ăn sáng. Ăn sáng nhà được hả? Ui, cái hãng này là đắt lắm nè. Wow. Được thôi mà. Quên nhá. Thế bây giờ tớ ăn sáng đi nhá. Ờ, thế bạn ăn đi. Ăn này. Hả? Xong rồi ra sân chơi nhá. Tớ ra sân chơi với các bạn đây. Ờ, thế nhá. Ờ, bye bye. Tớ ăn sáng đã. Ý. May quá bạn Hằng không ăn. Bạn ấy mà bảo ăn thì mình lại không biết làm sao. Đâu, cái bánh mini của mình đâu rồi? Đâu rồi ta? Ê, thế mà mọi người cũng nghĩ là cái bánh mình to lắm. Thơm quá à. Ngon quá. Giờ mình sẽ tách cái hộp này đi. Sau mình lại để bánh nào. Hộp này á, mình có thể dùng được mấy trăm lần luôn cũng được. Nè, qua đây rồi đó. Ra đây, nhanh lên, ra đây chơi. Ôi, chơi gì vui thế. Wow, dâu tây của nhà mình hôm nay nhìn ngon quá à. Chuẩn bị để đi bán thôi. À, mình ăn thử một quả xem có ngọt không nào. Ngọt lịm luôn. Chuẩn bị để đi bán nào. Mình sẽ làm một khay quả dâu tây luôn. Đây. Dâu tây của nhà mình ngon như thế này, kiểu gì ngày hôm nay mình cũng sẽ bán hết thôi. Thế là mình đã được một khay dâu tây rồi. Wow. Giờ thì đi bán thế nào. Ai dâu tây nào? Dâu tây Đà Lạt đây. Ủa? Hình như là chuông báo thức sắp đến giờ đi học rồi. Để xem nào. À, đến giờ đi học rồi. Dâu tây Đà Lạt đây, Đà Lạt có dâu tây. Dâu tây, dâu tây, dâu tây. À, em chào anh ạ. Em đi bán dâu tây à? Vâng ạ. Nhìn ngon phết nhỉ. Bao nhiêu tiền một quả đây? 1.000 một quả. 1.000 một quả. Vâng. Ôi, thế có được ăn thử không? Ăn thử ạ? À? Có chứ, dâu nhà em chồng luôn. Okay. Anh ăn thử đi. Để anh chọn xem nào. Vâng. Vào đây đi. Dạ. Ăn thử xem nào. Có ngọt không đây? Ngọt chứ anh. Anh ăn thử mà xem. Em không bao giờ em nói điều luôn. Sao? Cũng ngọt đấy. Vâng, thì anh mua ủng hộ em nhá. Để anh xem nào. Đây. Nghe chưa? Rồi, thế để anh mua 10 quả đi. Wow, 10 quả luôn ạ. À. Để chọn quả to cho okay, nha. Ok, chọn cho anh quả to ạ. Đây nè. Quả này tươi nè. 2. 4 nè. 5 nè. Chỗ em là rẻ nhất đấy anh. 6 nè. Đây anh. 7 nè. 8 nè. Đây quả này. Quả này em thấy quả này to. 9 nè. Đây. 10. À đây, cho để anh gửi tiền cho nha. Vâng ạ, cho em xin 10.000. 10.000 à. Đây, 10.000 đây. Em xin. Anh cảm ơn nha. Vâng ạ, anh cảm ơn anh. Yeah, thế là bán được 10 quả rồi.
Thế này á, hôm nay mà mình bán được nhiều, ngày mai đi học mình sẽ lại mua cái gì xịn sò cho các bạn ở lớp lát mắt lườn. Ai giơ tay nào? Ai giơ tay đây? Ui. Ai giơ tay nào? Cái tiếng này sao mà nghe quen quen vậy ta? Cô ơi, giơ tay đi cô. Ủa, hình như bạn Tuyết ý. Tuyết ơi, giơ tay đi. Tuyết ơi, Tuyết, có phải Tuyết không? Nà, đừng chạy. Tuyết. Ủa? Tớ bắt được bạn rồi. Ủa, đi đâu đó? Tớ đi bán dâu tay. Cái gì? Sao lại đi bán dâu tay? Mà sao hôm nay bạn nhìn ăn mặc buồn cười thế? Mặc kệ tớ. Bạn đi về đi, đi theo tớ làm gì? Này, tớ bảo này, sao bình thường á, bạn nhà giàu như thế mà phải đi bán dâu tây làm gì? Thì kệ tớ chứ. Hay là bạn đang chơi trò gì, đúng không? Không, chả có trò gì ở đây hết. Tớ đi bán dâu tây là tớ đi bán dâu tây thôi. Ủa? Này, bạn bình thường á, nổi tiếng là người á, đại gia này, xong rồi song xanh nhất lớp. Sao mà hôm nay lại phải đi bán dâu tây? Để kiếm tiền á? Sao lại như thế? Thực ra Hằng ơi, nhà tớ không có điều kiện đâu. Tại tớ sợ á, tớ sợ các bạn ở lớp toàn người đại gia không muốn chơi với tớ, nên là tớ mới phải giả vờ là nhà tớ có điều kiện đấy. Hàng ngày tớ mua rất là nhiều đồ ăn đến lớp. Thực chất đấy là tiền sau giờ học tớ đi kiếm được, rất là vất vả để mua. Trời ơi. Xong rồi á, những đồ tớ dùng á, như là dây chuyền vàng này này nọ á, toàn là đồ giả thôi. Bạn đừng kể với các bạn ở lớp nhá. Tớ xấu hổ lắm. Tớ sợ các bạn không còn chơi với tớ nữa. Trời ơi, sao lại như thế? Thế mà bạn cứ giả vờ giống y như thật luôn. Các bạn ở trong lớp cứ tưởng là bạn là đại gia này. Tại vì lúc nào á, bạn cũng mua đồ hiệu này, xong rồi cho các bạn rất là nhiều thứ luôn. Tại tớ muốn giả vờ là mình có điều kiện mà. Tại sao bạn lại phải giả vờ như thế? Thì tớ sợ các bạn không chơi với tớ. Ơ, có ai nói gì đâu. Trời ơi, bạn thấy không? Bạn Huy lớp mà mình ấy cũng không có điều kiện đâu. Nhưng mà mọi người á vẫn chơi với bạn ấy bình thường mà. Nhưng mà các bạn nữ lớp mình á, bạn nào cũng xinh đẹp sâu ở nhà có điều kiện hết. Có mỗi nhà tớ là nghèo thôi. Trời ơi, nhà như thế nào thì mình phải chấp nhận chứ. Nếu mà gia đình bạn không có điều kiện nhưng mà bạn không tự ti này, không mặc cảm này, và bạn cố gắng vượt lên thì đấy là rất là trân trọng mà. Nhưng mà như vậy các bạn có còn quý tớ không? Trời ơi, bạn là bạn, chúng mình vẫn là quý nhau mà, chứ không phải vì bạn là đại gia hay là gì mà chúng tớ mới quý đâu. Bạn không có điều kiện cái thì quay ngoắt bỏ đi. Tớ sợ nhất là điều đó đó. Thôi, từ giờ không phải giả vờ nữa đâu. Cả lớp á, ai cũng yêu quý bạn luôn. Bạn nhớ nha. Dù tớ khó khăn thì nhớ là vẫn phải là bạn của tớ đấy. Trời ơi, nói câu một thừa luôn. À, bạn đi bán dâu tây à? Ừ. Miễn phí cho tớ đi. Bây giờ còn tặng không? Tặng chứ, tặng cả tình bạn chân thành luôn. Đây, thôi anh tớ treo đây. Bây giờ tớ đi bán với bạn. Rảnh không mà đi? Trời ơi, rảnh. Thế đi. Ai dâu tây đây?